Ngày 11 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Tân Lạc tổ chức vòng chung kết giao lưu bóng chuyền hơi người giáo viên nhân dân huyện Tân Lạc năm 2023. Tham gia vòng chung kết giao lưu bóng chuyền hơi người giáo viên nhân dân huyện Tân Lạc năm 2023 có 8 đội gồm Ngọc Mỹ, Đông Lai, Vũ Cường, Mỹ Hòa, Gia Mô, Lỗ Sơn, Địch Giáo, Lũng Vân. Đây là những đội xuất sắc được lựa chọn từ vòng đấu loại tại 4 cụm với 24 đội tham gia trước đó. Vòng chung kết được chia thành 2 bảng đấu. Các đội trong bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội có thành tích xuất sắc vào thi đấu bán kết và chung kết. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào các trận đấu sôi nổi, nhiệt tình, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, đẹp mắt. Giao lưu bóng chuyền hơi người giáo viên nhân dân năm 2023 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm ngành nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Là dịp để các trường học, các cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện Tân Lạc giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời khuyến khích thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024.